sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 14 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Loài xếu đầu đỏ làm tổ đẻ trứng ở đâu? Trên mặt đất, trên mặt nước, hay là trên cành cây? 14 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những người chơi của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Quyền hỏi người chơi. Chúng ta sẽ lựa chọn ra hai người cùng chơi. Một trong số họ sẽ có câu trả lời đúng. Tất nhiên là chúng ta không biết là ai cả. Và chúng ta chờ xem hai người được lựa chọn là ai. Tôi xin gợi ý cho người chơi là đáp án A. Với câu này tôi trợ giúp cho bạn đáp án là B. Chương trình chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Và bây giờ thì công việc chúng ta rất đơn giản thôi. Chờ xem sự lựa chọn ấy có chính xác hay không. Phương án A là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Cái loài xếu đầu đỏ đấy là làm tổ đẻ trứng ấy ở trên mặt đất. Bây giờ thì người chơi chính chúng ta biết chắc rằng là bạn đã vượt qua câu hỏi này. Hãy chờ xem là trong số những người cùng chơi chúng ta liệu có ai sơ sẩy ở câu hỏi này. Như vậy là có 3 người trả lời sai. À, có 11 người trả lời đúng câu hỏi này. Bây giờ là quyết định của bạn. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 11 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Đơn vị tiền tệ của Campuchia là gì? A. Bạc. B. Riêng. Hay C. Kíp. Xin mời 11 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những người cùng chơi chúng ta đã trả lời xong ở câu hỏi này. Chương trình chúng ta đã đưa ra câu trả lời và đáp án từ chương trình. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đó là phương án B. Chúc mừng bạn. Đồng baht là của Thái Lan, đồng tiền kíp thì là của Lào và còn đồng tiền riel là của Campuchia. Hãy chờ xem có bao nhiêu người trả lời đúng, bao nhiêu người trả lời sai ở câu hỏi này. Hai người trả lời sai và 9 người trả lời đúng. Bạn đã thi đấu rất là nỗ lực rồi và quyết định của bạn thời điểm này sẽ là đấu tiếp hay nhận 40 triệu đồng tiền thưởng. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 9 người cùng chơi. Hỏi của chúng ta như sau. Trẻ cần tiêm phòng vaccine BCG phòng lao vào thời điểm nào? A. Từ sơ sinh.
B, 3 đến 5 tuổi, hay C, 10 đến 14 tuổi? 9 người cùng chơi, xin mời trả lời câu hỏi. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Quyền tin người chơi. Điều đó đồng nghĩa với việc là đa phần những người cùng chơi chúng ta lựa chọn phương án nào là câu trả lời thì đó cũng là đáp án của người chơi chính. Chúng ta cùng chờ xem là đa phần những người cùng chơi chúng ta lựa chọn phương án nào là câu trả lời ở câu hỏi này. Và bây giờ thì công việc chúng ta rất đơn giản thôi, chờ xem sự lựa chọn ấy có chính xác hay không. Phương án A là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Cái vi khuẩn lao phổi này thì nó có thể gây thương tổn tới nhiều cơ quan. Chính vì vậy mà cái việc tiêm phòng vaccine BCG này, phòng lao này cần phải được tiêm rất là sớm, ngay từ khi mà trẻ ở độ tuổi là sơ sinh. Bây giờ thì người chơi chính chúng ta biết chắc rằng là bạn đã vượt qua câu hỏi này. Hãy chờ xem là trong số những người cùng chơi chúng ta liệu có ai sơ sẩy ở câu hỏi này. Như vậy là có 3 người trả lời sai và 6 người trả lời đúng. Bây giờ là quyết định của bạn. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 6 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Truyền thuyết về người sói lưu hành trên thế giới tới hiện nay xuất phát từ châu lục nào? A. Châu Âu. B. Châu Mỹ. Hay C. Châu Phi. 6 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Bây giờ là quyết định của bạn. Quyền khảo sát người chơi. Và đáp án bạn muốn khảo sát đó là đáp án nào? Như vậy là người chơi chính chúng ta lựa chọn phương án C là câu trả lời rất nhanh chóng. Hãy chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Người sói lưu hành trên thế giới tới hiện nay thì nó có xuất phát từ châu Âu và có hai nguồn. Một nguồn thì xuất phát từ thời cổ đại Hy Lạp và nguồn thứ hai là thời Trung cổ ở Bắc Âu.